Xếp hàng nhiều à? Ơi, bên này nhỏ đang chín vậy á. Bên này không đều. Hai đầu giò 1 kg. Bên tại nhỏ 3 đầu giò nha các bạn. Bên kia là tại nhỏ 100 yên. Phát chim. Bên này là anh đang muốn phát chim. Chương nha các bạn. Điểm đầu tiên cho Đăng nha các bạn. Bên này nhỏ là 9 cây. Một gói nè anh. Một câu. Một cây. Một gói nè. Bên này nhỏ là 9 cây á. Hai không. Có đâu. Đứng ở giữa quay. Rồi, một cây hồng hả không quá. Hai không? Hai không? Không được. Trời ơi trời. Chào mừng mẹ đến với con. Hai không rồi mình đã đồng lồ là phát chìm hai không là 4 không. Mẹ đó nãy bây giờ nó bị khùng. Nó nữa hả? 3 miếng hả? Giờ tí chơi gì rồi? Cái lồ mà. 3 không? Chìm cuốn bể biển đó. Chìm cuốn bể biển đó. Má dán này mập với nhớ nó thú độc. Quá hay cho chùm dên. Nhây ơi nhây nhây. Nhây giao cây đồng nè lấy đi. Một cây đồng nó lấy đi. Ừ. Thì lấy thì biết lấy đi. Có cây nha. Bên kia không cho tài nhỏ qua nha các bạn. 41. Bóng ngoài. Má hay dữ từ. Má chứ, tài nhỏ cũng cần câu. Trời ơi, ba tài nhỏ thua rồi. Lấy cái đồng luôn, ba, bốn. Ba, năm, năm đầu này không bắt. Đúng rồi, đây con gói à. Làm. Dặn nó đi mua đi. Cuối tháng này em đưa tiền cho làm. Mua đi. Tài nhỏ cỡ nào cũng móc ra được. Bỏ giống anh hả? Nói sao hả? Kêu rồi. Má hai thằng đứng có nửa chân mà chưa lộn nãy giờ luôn. Quá ai vô dòng dinh. Đi.
ngoài luôn các bạn ơi. Nắm đi con. Nè, nào khóc rồi mày. Con lên nắm nào khóc ạ. Nắm đi. Rồi, giờ mày phải nói nha. Ba kiểu quá. Bỏ ba đi luôn, không chở ba về. Bỏ luôn nha, ba đi luôn nha. Trời ơi. Ba gói thôi nè, ba gói thôi. Thầy nhỏ, đi cho mày ba gói á. Không có không? Không có không? Thầy quá ông chị ơi. Cái chim dùng hay thiệt. Sao đều? Lội cái lồng má nó lội. Bóng ngoài. Vậy sao? Ngoài luôn. Hay quá giờ đây. Ê vậy đây em với đó. Rồi. 8 sao. Bảy trên.
sao bảy chín không sang lưới các bạn ơi. Phát chim ơi, có bỏ này phát chim, một bỏ dư xíu, hai bỏ ở đây, sao lại bỏ ra cái đường đó? Không tám, trời ơi. Bóng lên luôn trên này luôn à. Kéo mắc giò lên đó nữa. Kết thúc, kết thúc. Cái gì?